Ngày xưa đó, trong các cái thú chơi thư pháp đứng hàng đầu, cho nên gọi là nhất chữ nhì tranh tam sành tứ kiển. Thư pháp đối với mình rất là thiêng liêng, nó là cái sự kết hợp giữa đông và tây, cổ và kim. Tôi tên là Vũ Đăng Học, trưởng ban thư pháp Việt tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chữ viết. Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi đã làm được 4 cái công trình sách thư pháp, xác lập những kỷ lục và những quyển sách lớn. Thì cái quỹ đầu tiên là thi thư họa Cái Nhìn, kỷ lục Việt Nam năm 2008. Kinh Pháp Cú, kinh Phật giáo và lớn nhất thế giới. Hiện nay đang nằm ở bên Hoa Kỳ. Quyển Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển, kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Và cũng nhân dịp là cụ được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Quyển sách mới nhất mà tôi vừa làm đó là cái quyển thi thư họa Hạt Bụi Trần Gian. Tôi tự phá kỷ lục của bản thân của mình và xác lập cái kỷ lục và thế giới mới cho cái quyển thi thư họa. Ai cũng vậy, khi mà chúng ta đã có một cái thành tựu nào rồi, lặp lại cái điều đó thì chắc chắn chúng ta muốn làm nó khác hơn, nó tốt hơn. Mình khắc phục những cái nhược điểm, những cái điều mà mình chưa ưng ở cái quyển sách trước. Khi mà thực hiện những cái quyển sách kích thước to như vậy, nó sẽ có rất là nhiều cái khó khăn, bởi vì mình bị hạn chế cái tầm mắt. Và cái tầm viết của mình nó chỉ cũng trong vòng cái một cái dải tay này thôi. Thì đôi khi mình phải chồm người để mình viết. Và cái nhìn của mình không bao quát được hết cái tổng thể. Đôi khi mình đang viết từ trên mình kéo dài xuống cái tới gần hết tác phẩm, nó hết chỗ. Hoặc là mình kéo một cái nét sổ từ trên dọc xuống, nhưng mà mình không thấy được hai cái lề hai bên. Cho nên mình không biết cái sổ đó nó thẳng hay nó méo. Thì thành ra có rất nhiều cái nét nó sẽ phải bị hư khi mà mình không bao quát được hết cái tầm mắt của mình trên một cái tác phẩm như vậy. Để làm một cái tác phẩm tốn khá là nhiều thời gian cũng như là tâm huyết, cho nên cái việc chọn cái nội dung để mà mình làm cái quyển sách đó vô cùng quan trọng. Cái mục đích của Đăng Học muốn khi mà chúng ta làm những cái tác phẩm kỷ lục, Đăng Học chọn cái tác phẩm có cái giá trị giáo dục cao để mà để lại những cái đời sau. Bởi vì cái cuốn sách to thì rất là mang tính hiếu kỳ. Như Đăng Học muốn truyền bá được cái văn hóa, ví dụ như là viết về ông Nguyễn Đình Chiểu, để cho giới trẻ tiếp cận được danh nhân này một cách nhanh nhất thông qua cái loại hình nghệ thuật đó là thư pháp. Thì đó cũng là một cái kênh để giúp cho mình tìm hiểu về nhân vật nó nhanh hơn. Tôi đã rất là xúc động bởi vì là không có nhiều những cái bạn mà tuổi trẻ mà quan tâm đến văn học truyền thống. Mà thật ra là bạn có một cái khả năng khá là cảm thụ, khá là tinh tế. Cho nên bạn đã chọn được những câu thơ trong số những câu thơ xứng đáng đại diện cho di sản và văn học của Nguyễn Đình Chiểu và thể hiện dưới hình thức là thư pháp. Mỗi cái trang thư pháp đó là một cái tác phẩm, nó là một cái phương tiện thị giác hóa cái vẻ đẹp tâm hồn vốn có trong thơ ca của Nguyễn Đình Chiểu. Thư pháp Việt Nam là cái sự kết hợp giữa đông và tây, cổ và kim. Văn hóa ngàn năm lâu đời của mình là những cái văn hóa của bên Á Châu, nhưng mà cái chữ viết mình chuyển sang chữ quốc ngữ, đó là cái đón đầu cái xu hướng của thế giới bây giờ. Bởi vì những nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc bây giờ ai cũng muốn là quốc tế hóa hết. Cho nên thư pháp đối với mình rất là thiêng liêng. Mình đã xác định đó là con đường đi của cả đời của mình. Và tôi có nghĩa vụ đóng góp, cống hiến và phát triển cho bộ môn thư pháp Việt Nam.